Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, nhiều thí sinh tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình Ngôi sao biển Bình Thuận lần thứ 2 năm 2019 đang rất tích cực tập luyện cho các vòng thi. Trong đó có hai thí sinh lần đầu dự thi nhưng lại rất đặc biệt, bởi họ không chỉ là những thí sinh đơn lẻ mà cùng chung một gia đình. Với vai trò là phó phòng nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa tỉnh, chị Dương Lan Anh gần như bận rộn cả ngày dài ở cơ quan rồi lại tất bật lo việc gia đình con cái. Thời gian tập luyện cho vòng chung kết 1 là không nhiều, nhưng niềm đam mê và trên hết là có sự đồng hành đặc biệt của người bạn đời, thí sinh Dương Phương Anh, khiến Lan Anh thêm tự tin và tin tưởng cho quyết định lần đầu tiên dự một cuộc thi với quy mô lớn như tiếng hát truyền hình. Cái phương châm của mình là lúc trẻ mình làm những gì mình thích để sau mình không phải hối tiếc. Cho nên là hai vợ chồng cùng động viên đi thi thì ai lọt vào vòng chung kết hai cũng được. Nói chung thì thấy là đến với cuộc thi là với đam mê, để thỏa mãn đam mê và để xem thử là mình có còn cái nhiệt huyết với nghề nhiều hay không và để xem thử mình còn bản lĩnh lên sân khấu hay không. Phương Anh và Lan Anh, đôi vợ chồng trẻ có cùng niềm đam mê ca hát, là những thành viên của các đội văn nghệ xung kích tuyên truyền ca khúc cách mạng của Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Phan Thiết, nên cả hai thường xuyên tham gia biểu diễn ca múa kịch. Tuy vậy, đây lại là lần đầu tiên hai vợ chồng cùng đăng ký dự thi tiếng hát truyền hình Ngôi sao biển Bình Thuận. Mà gọi bà xã là đối thủ thì Phương Anh không nghĩ vậy, bởi vì là hai vợ chồng cùng nhau đăng ký, cùng nhau dự thi, cũng muốn giao lưu và cọ sát với cuộc thi rất là danh tiếng ở địa phương. Qua cuộc thi này thì cũng muốn là tìm hiểu qua các bạn thí sinh về các bạn hát rất hay, khả năng biểu diễn các bạn rất tốt, rất là nổi trội, cho nên là mục đích Phương Anh tham gia chỉ muốn học hỏi, giao lưu. Còn thành quả của mình tới đâu thì nếu càng cao thì mình càng vui. Lợi thế của Phương Anh và Lan Anh là được đồng hành cùng nhau, dễ dàng san sẻ những khó khăn trong cuộc sống gia đình và cảm thông trong công tác chuyên môn. Hơn nữa, họ còn có một người thầy đặc biệt, đó là mẹ của Phương Anh, ca sĩ Thi Phương, nguyên phó giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Thuận. Thú thật thì Thi Phương cũng làm nghệ thuật mấy chục năm, nhưng mà khi các con đăng ký đi thi thì Thi Phương cũng không biết. Tới hồi các con đi thi được vòng 1 và vào chung kết 1 thì mẹ mới biết. Thì thực ra bản thân Phương cũng rất là mừng, bởi vì con mình cũng có cái niềm đam mê ca hát giống như mẹ. Và cũng động viên các con và có định hướng. Trong quá trình thi thì Thi Phương có định hướng các cái ca khúc mà các em tham gia. Được gia đình ủng hộ định hướng trong việc chọn ca khúc, chỉnh sửa, tư vấn cách thể hiện sao cho đúng kỹ thuật mà vẫn dạt dào cảm xúc. Được sát cánh cùng nhau, tay trong tay dự thi thỏa đam mê. Tin chắc rằng đôi vợ chồng trẻ Dương Phương Anh và Dương Lan Anh sẽ cháy hết mình trên sân khấu lớn của cuộc thi tiếng hát truyền hình Ngôi sao biển Bình Thuận lần thứ 2 năm 2019.